Đối với những tiết mục như thế này, không phải người nào cũng thích xem, và trong bất cứ điều kiện nào biểu diễn cũng được, mà nó đòi hỏi sân khấu, ca sĩ cộng dàn nhạc chuyên nghiệp đồng bộ trong một sân khấu ổn định. Khán giả thì phải là những người có trình độ nhất định và yêu thích dòng nhạc thính phòng. Vì lẽ đó, dòng nhạc cao cấp này vẫn khó đến được số đông quần chúng yêu âm nhạc. Tại sao tôi chọn cái nghề này là vì thứ nhất có thể là vì cái bản tính độc lập của tôi. Tôi thích đi theo một cái nghề mà tự mình có thể làm được những điều mình muốn. Cũng như là nói chung một cái nghề mà có thể nói là không, cũng không giống ai. Và một phần là tôi cũng rất là muốn được nối gót cha mình là nghệ sĩ nhân dân Quang Hải. Ba tôi cũng là một trong những cánh chim đầu đàn đầu tiên của cái nghề chỉ huy, nghề nhạc trưởng của Việt Nam. Thì cũng là một cái tấm gương mà tôi ngưỡng mộ và tôi cũng muốn là được noi theo. Nhưng mà cũng không vì thế mà không đi bằng đôi chân của mình. Sở dĩ mà tôi phải bươn chải cũng như là lăn lộn ở nhiều cái chương trình khác nhau, mang phong cách khác nhau như vậy, bởi vì là ở Việt Nam mình nó chưa có được một cái sân khấu dành riêng cho dòng nhạc cổ điển mà nó được hoạt động một cách thường xuyên và hoạt động có chất lượng như là ở trên các nước trên thế giới. Vậy thì để không chỉ khẳng định mình mà muốn đưa cái dòng nhạc của mình đến với dân chúng, đến với công chúng thì phải bằng nhiều cách đưa cái dòng nhạc này bằng nhiều hình thức. Hiện nay ở Việt Nam thì là ngoài Bắc thì chưa có chỉ huy nữ. Ở trong Nam thì trước đây có cô Minh Cầm là chỉ huy dàn nhạc nữ. Cô Bình Trang là chỉ huy hợp xướng. Và cái người mà ở cái thế hệ của chúng tôi đó là cô Hoàng Điệp. Nhận xét về cô Hoàng Điệp thì phải nói rất là có nhiều điều rất là thú vị. Cô Hoàng Điệp, chị Hoàng Điệp vừa là bạn của tôi, bạn rất thân. Mặt khác thì chị Điệp là đứng về cái lĩnh vực chuyên môn đó, được mọi người đánh giá rất là cao. Đánh giá cao không những là ở cái mặt và là cái vị trí nghề nghiệp, mà kể cả cái tính năng động, sự sáng tạo, làm việc rất khoa học. Và cái lòng yêu nghề là cái mà trên hết mà mọi người đều thấy ở chị Điệp. Trước hết thì một nhà chỉ huy là phải có một cái chuyên môn tốt. Bởi vì trình độ chuyên môn của nhà chỉ huy sẽ bảo đảm cho chất lượng công việc. Thứ hai, điều quan trọng là bản lĩnh và thái độ, phong cách ứng xử đối với các thành viên trong dàn hợp xướng và trong dàn nhạc. Chính điều đó nó tạo nên một cái sự quy tụ, sự đồng thuận. Nếu mà không có một cái cá tính mạnh, không có một cái uy tín lớn thì ngoài chuyên môn sẽ là khó khăn đối với nhà chỉ huy. Thì cô Hoàng Điệp đã hội đủ những cái điều kiện đó, cho nên là khi mà làm việc với cô Hoàng Điệp, với chỉ huy Hoàng Điệp thì mọi người rất là yên tâm. Nam Khánh cũng như nhóm ACNM khi được hợp tác làm việc với cô Điệp thì cảm thấy rất là yên tâm, bởi vì cô là một nhạc trưởng có thể nói là khá hiếm hoi của nhạc Việt Nam, mà có tài, có nghề, lại làm việc rất kỷ luật, và mặc dù là phụ nữ nhưng lại rất năng động. Nữ nhạc trưởng Hoàng Điệp đã cho ra đời rất nhiều thế hệ học trò nhạc trưởng, ca sĩ trẻ của thành phố. Mong muốn lớn nhất của cô làm sao truyền đạt được tất cả những gì mình có cho lớp học trò đàn em, những thế hệ nhạc trưởng sáng tác chỉ huy có chất lượng cao của thành phố. Với các em, cô Hoàng Điệp không tiếc những gì, chỉ với mong ước làm sao học trò của mình tiếp thu được tất cả những gì tốt đẹp nhất, để rồi cống hiến hết mình và góp phần vào sự phát triển cho âm nhạc hiện đại của Việt Nam. Yeah.
giả, Kỷ Lục Việt Nam hôm nay giới thiệu cuốn truyện thơ Lục Vân Tiên, viết thư pháp dài nhất do ông Nguyễn Phước Vĩnh Thọ thực hiện. Trước đèn xem chuyện Tây Minh, gắm cười hai chữ nhân tình eo le. Hỡi ai lặng lặng mà nghe, giữ răng việc trước lành dè thân sau. Trai thời trung hiếu làm đầu, gái thời tiết hạnh là câu trao mình. Thưa quý khán giả, Hải Chuyên đang ở trong một khu nhà rường rất đẹp, rất đặc trưng của Huế. Để có thể được mời quý khán giả cùng gặp gỡ nghệ nhân thư pháp Nguyễn Phúc Vĩnh Thọ, người đã cùng với những người bạn của mình làm nên quyển truyện thơ Lục Vân Tiên Kỷ Lục. Ở cái tuổi lục tuần, nghệ nhân thư pháp Nguyễn Phước Vĩnh Thọ mới có dư dả thời gian sống cho chính mình, sống trọn với niềm đam mê và nỗi hòa giọng cố nhân. Viết thư pháp là cách ông bày tỏ tình cảm sâu nặng của mình với tiền nhân, với những người đã để lại cho hậu thế những khuôn khổ vẻ đẹp cốt cách của con người. Hơn 4 tháng trời ròng rã, ông Vĩnh Thọ miệt mài từ 8 giờ sáng đến 10 giờ đêm cùng người thân và các bạn hữu của mình viết nên những trang sách quý báu. Quyển thư pháp truyện thơ Lục Vân Tiên dài đến 4.176 câu thơ, viết song song bằng chữ Hán và chữ Quốc ngữ. Những dòng chữ lả lướt uyển chuyển điểm xuyết thêm lá trúc, cành tre, qua mai vàng được thể hiện trên nền vải gấm trắng có chiều dài là 124 mét, nặng 32 kg, gấp thành từng trang dày đến 268 trang, chiều cao là 94 cm, chiều ngang 50 cm và dày 16 cm. Thưa ông có thể vui lòng cho chúng tôi được biết là vì sao ông lại chọn tác phẩm Lục Vân Tiên của cụ đồ Nguyễn Đình Chiểu để thể hiện như thế này không ạ, mà không phải là một tác phẩm nào khác? Theo cái nhận định chủ quan của tôi thì trong số các tác phẩm văn học cổ qua cái chắc lọc thời gian thì đều là những viên ngọc sáng ngời từ cái tác phẩm Trường Kiều của Nguyễn Du, Cung Hoàng Ngâm Khúc của Đặng Ông Như Hầu hay là Chinh Phủ Ngâm của Đặng Trần Côn. Đặc biệt trong số tác phẩm cổ đó, trong những viên ngọc sáng ngời đó đấy, thì theo tôi thấy có hai tác phẩm nổi bật, đó là tác phẩm Trường Kiều của Nguyễn Du, một tác phẩm là đỉnh cao của văn chương Việt Nam, và cái tác phẩm Lục Vân Tiên của cụ Nguyễn Đình Chiểu, đó là khuôn vàng thước ngọc cho cái nền luân lý Á Đông. Việc thực hiện quyển sách này đã diễn ra như thế nào và những nét gì đặc biệt trong khi thực hiện nó? Chúng tôi đã thử nghiệm qua rất nhiều cái loại hình khác nhau, và sau cùng thì chúng tôi chủ trương là dùng cái hình thức như loại sách cổ ngày xưa, không đóng, không có gãy mà chỉ xếp từng tờ lại với nhau. Và như thế cả tôi và nhà tôi bắt đầu thể nghiệm cái loại đó, tức là mua vải về, sau khi hồ xử lý vải thì chúng tôi bắt đầu xếp từng trang để định hình và thấy rằng có thể chấp nhận được, vì vải nó sợ nó cái đường xếp nó bị sâu lệch đi trong quá trình mình dỡ mà. Thì sau khi thấy đã chấp nhận được, tôi đã dùng cái hình thức là xếp từng trang lại và dỡ sách theo cái loại là dỡ sách ngày xưa, tức là dùng một cái cây